Kính thưa quý vị, Việt Nam truy tố 22 người tội lật đổ nhà nước. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa truy tố một nhóm 22 người bị bắt từ hồi tháng 2 năm 2012 ở tỉnh Phú Yên thuộc tổ chức Hội đồng Công luận Công án Bì Sơn với tội danh hoạt động nhằm lật đổ nhà nước. Báo chí của nhà nước vừa loan tin, Viện Kiểm sát Nhân dân ở tỉnh Phú Yên đã ký cáo trạng truy tố ông Phan Văn Thu, sinh năm 1948, được cho là người đứng đầu của tổ chức, cùng với 21 bị can khác trong vụ án theo Điều luật 79 Bộ Luật Hình sự. Những người này bị cáo buộc đã có hoạt động nhằm lật đổ nhà nước từ năm 2003 đến tháng 2 năm 2012. Theo cáo trạng được tờ báo của Công an Hà Nội trích thuật, trong thời gian trên, tại khu du lịch sinh thái Đá Bia thuộc xã Hòa Sơn Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, ông Phan Văn Thu cùng với 21 bị can đã thành lập tổ chức chính trị có tên gọi là Hội đồng Công luận Công án Bia Sơn. Tờ báo An ninh Thủ đô nói thêm rằng, tổ chức này núp dưới bóng doanh nghiệp hoạt động du lịch sinh thái để xây dựng khu du lịch sinh thái Đá Bia thành căn cứ địa làm trung tâm chỉ huy hoạt động của tổ chức. Theo cáo trạng được báo chí Việt Nam trích thuật, tổ chức của ông Phan Văn Thu hoạt động theo chiến lược tiền sinh thái, hậu tổ đình, bất bạo động và có màu sắc kết hợp giữa hoạt động chính trị và tôn giáo. Nếu bị kết án theo khung hình phạt quy định ở Điều 79 của Bộ Luật Hình sự, thì ông Thu có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm tù, hoặc nặng hơn bị phạt chung thân hay tử hình. Trong khi một số bị can khác được cho là đồng phạm có thể bị phạt tù từ 5 đến 10 năm, vẫn theo quy định tại Điều luật 79 này. Gần đây, Cộng sản Việt Nam đã tiến hành nhiều vụ bắt giữ và xét xử các nhà bất đồng chính kiến, trong đó có nhiều vụ án mà các bị can bị truy tố theo các tội danh như tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa, hoạt động nhằm lật đổ nhà nước nhân dân, v.v. Một loạt các chính phủ như Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ và các tổ chức theo dõi về dân chủ và nhân quyền như Phóng viên Không Biên Giới, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng đã lên tiếng quan ngại về các vụ xét xử này. Trong một báo cáo công bố vào năm 2012 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ nhận định rằng Chính phủ Cộng sản Việt Nam đang áp một cách có hệ thống các quyền tự do ngôn luận, lập hội và nhóm họp ông Hòa. Chỉ riêng trong năm ngoái, được coi là năm cao điểm với nhiều vụ án có yếu tố chính trị. Chỉ riêng 10 tháng đầu năm, theo các tổ chức theo dõi nhân quyền, ở Việt Nam đã có ít nhất 24 nhà vận động nhân quyền bị đưa vào trại giam, trong đó đa số bị truy tố về các tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc theo Điều 87 hay là hoạt động nhằm lật đổ nhà nước nhân dân theo Điều 79.